quý vị khán giả trong chương trình Trăm Năm Chợ Huế. Thưa quý vị, Thu Trang đang có mặt ở cầu Tràng Tiền để về với ngôi chợ, dù không phải là nhiều tuổi nhất nhưng lại nổi tiếng nhất của Huế. Hàng quý vị đều biết, đó chính là chợ Đông Ba. Huế đang trong những ngày xuân Tân Sửu 2021 đầy rộn ràng, tươi tắn và nhiều sắc màu. Mọi gia đình đang gần như đổ xô ra đường để đi thưởng ngoạn mua sắm Tết. Các hoạt động kinh doanh mua bán ở chợ vì thế đông đúc hơn, sôi động hơn. Nhiều người cho rằng người Huế khá cầu kỳ trong việc ăn Tết với đủ kiểu cúng kiến, nhang đèn trong 3 ngày Tết. Cũng bởi vậy mà trước Tết họ luôn phải mua sắm rất nhiều. Phong tục cúng kiến trong ngày Tết của người Huế có thực sự cầu kỳ hơn những vùng miền khác hay không? Câu hỏi xin được gửi đến người đồng hành cùng với Thùy Trang trong chương trình ngày hôm nay, tiến sĩ triết học Thái Kim Lan. Tôi nghĩ là đúng. Bởi vì người Huế ăn Tết rất là truyền thống và rất là kỹ lưỡng. Người Huế lại có cái rất thích theo xưa, rất thích theo những cái phong tục ngày trước, có một cúng khắp như là đào ăn Tết, nếp gạo, hoa quả, công việc làm bánh, công việc làm mứt, công việc nấu xoàng, lệ lược đều được tính toán rất là kỹ. Ông Táo về trời thì là ngày 23 là cái lễ đầu tiên, thì sau đó là có thể là dừng nếu. Nhưng nếu xong, lo chuẩn bị những cái món mà cúng ngày 30, vừa cúng đưa mà lại vừa cúng rước. Và giao thừa lại phải chuẩn bị rất là kỹ, tại vì khi đó là mời tất cả các ông bà tổ tiên về ăn Tết. Xin cảm ơn những chia sẻ của cô rất nhiều ạ. Và bây giờ thì xin mời cô cùng Thùy Trang vào phía bên trong chợ Đông Ba để cùng xem thử là không khí ngày Tết ở đây rộn ràng như thế nào ạ. Chợ Đông Ba được xem là thiên đường mua sắm của người Huế và du khách, đặc biệt là trong những ngày giáp trong và sau Tết. Những gì tinh hoa của Huế đều chất đầy ở đây để người ta có thể mua lẻ hoặc mua sỉ chuyển đi khắp nơi trong và ngoài nước. Ngày Tết của Huế là thời gian ngập tràn của các loài bánh mứt, hoa quả, dưa món. Thưa cô, người Việt ở Đức đón Tết cổ truyền như thế nào ạ? Người Việt ở Đức thì đón Tết tùy theo vùng miền. Ví dụ như ở trong thành phố của Kim Lan thì người Việt ít, cũng không có những cái chợ búa kiểu là chợ Tết. Và mỗi người ở trong gia đình nhớ nhà thì tổ chức cái Tết cho riêng mình. Dĩ nhiên là người Đức thì họ có chợ rất là đẹp, chợ của họ cũng rất là phong phú. Nhưng mà một cái ngôi gian hàng riêng cho chợ Tết thì rất là hiếm hoi. Thật ra là mình tổ chức Tết ở nhà là mình lại tổ chức không thua chi ở đây. Mình cũng nấu bánh chưng, mình cũng làm mứt gừng rồi. Mày trà đi, mua trà đi. Ồ, con trà là rất là hay. À. Đây là trà bắp. Nhưng mà trà này là ướp lai. Chà đó là lai không? Lai không? Dạ. Dạ. Còn đây là trà lai. Ừ, cái này là ướp lai này. Còn trà bắp. Trà bắp cấu đây. Tết thì người ta thường mua loại trà nào vậy? Nói chung ở Huế mình á là họ mua cái trà bắc này phần nhiều, là người ta uống là ngon. Còn ở trong Nam là người ta mua trà này người ta chế, là vì trà ở Huế. Trà bắc thì giả bán thì... Em cứ mua ngon thì có ngon, mà vừa là có vừa. Vì đây là ngon là làng 30, còn vừa là làng 20 mới lắm. Nên là họ mua là giống như kiểu Tết. Người ta làm bình, người ta cũng là 30 hay là cũng ông bà tổ tiên đã làm xong mâm cơm người ta cũng bình trà. Thưa cô, trong dịp Tết á, thì nhà cô thường là dùng những cái thức uống như thế nào ạ? Thật ra khi mua Tết á, thì mình là ướp trà, tự ướp trà lại. Mình mua trà móc câu về, hoa mộc ở trong vườn. Mùa này là hoa mộc nở rất là nhiều, thành thử mình đem vô mình ướp với trà. Hoa hồng cũng nở nhiều, nhất là hồng Huế, gọi là tương ví đó. Cảnh hồng để mình ướp trà. Tết thì người ta uống trà mộc và trà sỏi, hoa sỏi cũng vậy. Còn mùa hè thì ướp trà sen nữa. Tại vì cũng có cảm giác là hiện nay cái sự trở về với cái những cái hương vị của trà nó bắt đầu trở lại. Người ta cũng thích rất là nhiều các loại trà có hương. Thường trà cũng là một nét văn hóa rất là đặc biệt của Huế, đúng không? Đúng rồi. Đây cũng phải có trà phải không nè? Cái này có giống đó. Cái này là búp rồi. Búp cái này là búp đó. Dạ búp. Còn của cô là cô hái cảnh. Dạ. Bữa sáng sớm á là cô hái ra trước mặt trời mọc. Hoa còn đường sướng á là mình hái rồi mình làm cho nó khô. Thế là hoa long hồng tế thôi, còn cái này là Đà Lạt. Tức là ở Huế là cảnh hoa hồng thôi, đúng không? Báo như thế này là giờ một là làng là 70 ngàn. Cái này là người ta phá trà, phá giống như trà đấy, ưa cái này hoa hồng không, còn họ ưa là bỏ thêm trà đấy, vậy là họ bỏ hoa lai,
rồi bỏ hoa cúc đủ loài, nói chung người ta thích trộn này, người ta thích uống riêng là tùy tùy mỗi người mỗi sở thích. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Đây, chị nhé. Bây giờ cô trò mình sẽ khám phá một vài chẳng hạn bạn mứt bọn đấy cô. Thế cô cũng thấy là vào dịp Tết thì phụ nữ Huế thường trổ tài làm bánh mứt, và cái bàn tiệc Tết của người Huế thì có rất là nhiều loại bánh khác nhau đúng không ạ? Đúng rồi. Đây là mứt bị đau. Dạ. Đây là mứt dừa. Dạ. Cái này mứt xoài cô ạ? Mứt xoài. Dạ. Giá cả của bánh mứt năm nay bán như thế nào vậy chị? À cũng bình thường ấy rồi. Hộp sáng thì mấy? Dạ, hộp sáng có 2 loại cô ạ. 1 loại thì 320, 2 loại. Hộp sáng Huế hả? Hộp sáng Huế hả? Người ta mua món mứt gì nhiều vậy chị? Ở Huế mình thì phong tục thì mứt rừng, dừa, hạt sen, hạt dừa. Thường thì trong dịp Tết lên cô sẽ chuẩn bị những món mứt gì cho gia đình mình hả cô? Ở trong gia đình mình thì là chuẩn bị là mứt rừng nè, mứt hộp sáng nè, mứt bị đáo nè, mứt dừa nè. Mứt mè, ở đây có mứt mè không? Dạ. Mứt mè, rồi mứt cam cuột. Ở đây có cái này cũng hay nè. Ở đây là hồng ngâm nè. Đây là hồng. Nhưng mà lúc xưa nó có loài cái hồng to như thế này. Đập dẹp ấy hả? À, tréo giỏ hả? Tréo giỏ lên. Dạ, dạ. Cái này 1 kg bao nhiêu tiền hả chị? 170.000. 1 kg 170.000. Để mà làm được những cái món mứt thơm ngon như thế này thì mất rất là nhiều thời gian đúng không? Thời gian. Thành thử mình mà chuẩn bị là cả tháng trước. Tại vì là mỗi ngày là mình làm một món thôi. Đại gia đình có nhiều bà dâu á, thì mỗi bà dâu là làm một món mứt. Ví dụ như mà của cô là làm rất giỏi mứt bị đau. Các bà nội của cô là luôn nói là mà là phải làm mứt bị đau, không được làm món khác. Mỗi bà có một cái sở trường. Thời trẻ của cô khi mà đi chợ ngay Tết thì có đầy đủ những cái loại bánh mứt như thế này không ạ? Cô nhận thấy là bây giờ nó nhiều hơn lúc xưa đó. Nó phong phú hơn cô? Nó phong phú hơn ở chợ. Là tại vì người ta ít làm hơn. Còn lúc xưa là ở nhà mình tự làm lấy. Thành thử là ít khi ra chợ mà mua cả thứ này. Bây giờ nó trở thành công nghiệp hóa hầu như vậy. Người nội trợ ít ở nhà hơn và ít làm hơn nhiều lắm. Là làm một món mứt gừng hoặc là mứt hạt sen. Có mùi thơm. Dạ, rất là thơm cô ạ. Cô ăn thử. Em lát nữa cô mua cái này. Để cô lấy cái này cho em nhé. Dạ, dạ. Có thể Tết người ta chuẩn bị thức ăn dự trữ rất là nhiều, và đặc biệt mắm thì không thể nào thiếu trong mỗi nhà đúng không cô? Đặc sản của Huế đó. Đấy là mực nè. Mực phải không? À, mắm dứa ca. Tết năm nay cô chuẩn bị những loài dứa mỏng, rồi hành dầm dẫm, rồi thịt dầm nước mắm, thịt heo và thịt bò, tôm chua mình cũng làm. Để xem thử những cái món dưa vậy là mắm bạn ở đây so với những món từ làm ở nhà nha cô. Đây đây, ở đây có mứt mé nữa. Đặc sản các loài mắm Huế. Thưa quý vị, đây là gian hàng mắm của cô Ni, một trong những gian hàng bán mắm rất là lớn ở chợ Đông Ba. Và có thể thấy là ở đây có rất là nhiều loài mắm cũng như là những loài dưa mỏng và dành cho ngày Tết. Ở đây là hành tím, đây là măng, măng chua. Vâng, cô Ni hả? Dạ. Quý vị thích ăn cay nên là dạ. Không thể thiếu ớt dâm đúng không ạ? Truyền thống gia đình đó hả? Cô truyền thống gia đình của cô ngày xưa có chuẩn bị nhiều cái loài mắm như thế này trong dịp Tết không ạ? Cũng có. Dạ. Tại vì nhà cũng thích, rất là thích ăn mắm, nhất là tôm chua ấy. Vâng. Hiện nay tôm chua, tạp chua. Tạp chua, tôm chua. Và làm theo kiểu của mình, nghĩa là phải rửa rượu. Dạ. Dạ. Em biết kiểu có là ví dụ như tôm nó đang sống nhảy, rồi là mình gọi là cho uống rượu, rửa rượu, sóc rồi rượu. Sóc mũi, rồi đồ báo như ngày đó, rồi con tôm là đỏ, rồi mình cho nó mau. Nhưng mà em bảo thương trưa nó sổ quá lớn, không thể cho uống rượu được, cho nên là cho uống mũi. Thế là mỗi người sẽ có một cái cách chế biến phù hợp. Dạ, vâng, vâng. Còn ví dụ hành đi là theo truyền thống của ẩm thực, đúng là phải vui cho là đúng. Nhưng mà số lượng nhiều làm sao? Dạ, thành thử bây giờ không họ cũng làm muối thôi. Vâng. Dạ. Ngày xưa nhà cụ dâm hành là phải vui trò. Cũng đúng rồi, hiện nay cũng vừa mới làm. Nó giòn tán. Đúng rồi, đúng rồi. Giòn. Vâng. Có người Đức cũng thích ăn những cái loại mắm Huế như thế này hay là người ta sẽ người Đức thì cũng hơi dạ dạ, họ ít thích mắm. Nhưng mà một khi mà họ đã ăn mắm rồi thì họ mê luôn. Và chắc chắn là nhà hàng ẩm thực của cô ở Đức thì sẽ có những cái món mắm Huế này đúng không? Có. Và mình nếm cũng là
nêm nếm theo kiểu Huế, đây là ruốc rồi bảo đảm tôm của cô làm bảo đảm nó ngon là gì mình ở đây quá số lớn cho nên tôm rất nhiều là tôm nuôi tôm thiên nhiên bùa tôm biển vài bữa mua một thứ một ít để ăn thử có thể cô rất thích mắm những như bên cô có mé không đó mé dầm đó rất là khó cái mé mà cứ xoay lắm đó là mé của khó lắm đó là luộc còn khó con mé mà phải chạy mé trừng trắng to to mà thịt nhiều là mé miếng chặt đấy là luộc rất là nhanh. Cái mé mà xanh nữa là mình cào cái vỏ thôi đó. Để con cái vỏ xanh. Cái mé Huế thì giá đắt hơn mé ở nơi khác này. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà ít ai mua được lắm. Bạn thích quen đó. Thậm chí cái dưa mộng là ví dụ như họ rượt quá. Ngùi được, có ngùi. Rồi bắt đầu họ cho được mắm ra nấu. Nói tóm lại là hàng cũng ngon. Nhưng cái việc của mình là không làm như vậy. Mình ướp cùng các loại tổng hợp một lần trong cái ghe. Rồi mình từ múc ra làm thẩm ngon. Ruốc thì là rắc, ruốc Thuận An hay là ruốc chỗ khác tới? Dạ, Thuận An cũng có, ở Đà Nẵng cũng có. Như khi có biết hàng riêng nước mắm rửa là hàng ngon. Còn như chỗ là họ lấy nước mắm nó con thì đúng rồi, con sạc. Còn mình bỏ nguyên cái quả rửa là ngon. Vâng, xin cảm ơn cô Ní rất là nhiều ạ. Thế cô có một cái kỷ niệm nào đó của Tết tuổi thơ mà cô nhớ nhất không ạ? Từ lúc bé cho đến bây giờ, khi nào nghe chữ Tết là mình có một cái cảm xúc xôn xao đặc biệt, giống như là một đứa trẻ mà đợi một cái gì mới mẻ cho mình sẽ tới. Ngoài cái chuyện đời mất bánh ra thì mình còn đời ảo mới nữa. Mà ngày Tết mà được mà dẫn đi chờ Tết là mà vô chờ đúng ba là sung sướng nhất. Nhưng mà là mà đã dặn là phải níu áo, tại vì vốn trời đông bá là đông lắm. Ở đây hình như còn thiếu một cái chỗ mà mình chưa tới, là cái chỗ những cái hang nhỏ nhỏ mà bột nắng các con thú. Người ta gọi là tòa hé phải không? Tòa hé này rồi các con thú, rồi cả bông hoa chuối, các thứ. Thì có một lần cô người ta thấy mấy cái thứ này đẹp quá. Thành thử cô mới đứng mãi mê là quay hết con cái hoa này đến hoa kia, rồi đến con thú này đến con thú kia, cái con trâu rồi con heo con thỏ con gà mà đi đâu không biết, đến khi quay lại không thấy mà nữa, ôi trời hét lên ầm ĩ khóc ơi là khóc. Máy quá là có mấy bác trong chợ họ mới nói là bông lên cáo để cho mà thấy. Rất là sợ hãi nhưng mà rất là đáng nhớ, tại vì nó gắn liền với cái chờ đúng ba. Năm nào thì cô cũng muốn về quê ăn Tết, vì sao là đúng như vậy? Còn lần cô đã viết là Tết là một tiếng vọng của lòng đất, của quê hương. Mà hẳn ở trong trái tim của mình, chứ không phải là hẳn nằm ngoài đâu. Cái tiếng vọng đó là nó kêu từ trong cái tấm khảm của mình, ở trong cái da dày của mình. Dạ, cái mời là rất là rồi trắng đó. Dạ. Cái hàng của em này em giới thiệu với chị là rất là nhiều. Nhiều loại, nhiều kiểu. Mời chị cứ thoải mái. Rất nhiều loại giá. Như áo cẩm này thì một áo bao nhiêu tiền hả chị? Cái này một áo là 400 nghìn. 400 nghìn một áo. Khổ mệt mấy ạ? Khổ mệt 6. Một áo là 2 mét. Máy ta rồng thoải mái. Máy áo giờ dai xưa, máy xương xám. Cái này là đúng màu quần áo. Có nhiều hoa tiện khác không hả chị? Dạ, rất nhiều. Dạ, cái này hàng phải tủng mặt không nhăn, có đồ có giá. Rất là đẹp. Rất đẹp. Hồi xưa thì con vẫn thích vải lụa tơ tằm không? Cái này là nó cũng dài như tơ tằm, điều nó dai hơn. Tơ tằm nó nhăn cái này nó không nhăn. À, đặc biệt là cái vải này nó không nhăn. Là Tết năm nay người ta sắm loại này nhiều vậy chị? Tết năm nay là hàng gấm này. Gấm này. Vậy là thêm hàng lùa vân này. Như vậy túi là quế rồi. Ba gia quế này đổi nánh đổi được đâu. Nhìn nó ra không khí Tết đúng không? Dạ. Cái này là tuổi trẻ mang đây là hoa mai vàng. Người Việt Nam mình mặc áo dài thì là đẹp nhất. Khi mà ở Đức thì có thường xuyên mặc áo dài để tham gia các sự kiện không? Khi nào gặp sự kiện lớn cố đều mặc áo dài. Áo dài là nổi bật nhất. Áo dài là thế mạnh của mình. Và khi mà mình mặc áo dài thì người ngoại quốc họ rất là ngưỡng mộ và họ chiêm ngưỡng. họ ngạc nhiên về cái vẻ đẹp của cái chiếc áo dài. Sinh viên của cô cũng muốn cô mặc áo dài như vậy. Không mặc nhiều đâu. Nhưng mà lâu lâu không mặc nhiều là họ lại nhắc. Họ nhắc là mình phải mặc áo dài.
Đây là áo da truyền thống của cô này. Huế dễ thương chứ này. Mình may đấy hả? Dạ, dạ. Huế mình tự may luôn cô. Em bé của mình mặc thôi đẹp lắm đây. Dạ. Cô biết mày cái này là hàng Huế mình tự may ra hết, giờ không có chỗ nào về hết. Dạ. Cái này là một bộ là giá bao nhiêu? Dạ, một bộ là chỉ có 120.000 thôi. Dạ. Nói chung là cháu từ thiết kế sau đứa thờ máy lúc nhà. Em cũng thiết kế. Dạ. Cái này là tôi mấy tuổi? Dạ, cái này là 86 tuổi cô nè. Dạ, cái này là bé trai. Dễ thương quá. Dạ. Chị, cái này là em từ cắt vải rồi, em từ giao thờ máy luôn. Đẹp, mấy cái này đẹp. Thưa quý vị, đi chợ ngày Tết bên cạnh việc mua sắm còn là để thưởng thức bầu không khí mùa xuân đang ngập tràn khắp mọi con đường nẻo phố. Những người sống xa Huế về lại đây, ra chợ đôi khi chỉ để cảm nhận những thứ vốn đã thuộc về ký ức, ngắm người đi chợ, nhìn những gian hàng ngập tràn hàng hóa, đặc sản của các vùng miền. Như vậy đã là vui. Trải nghiệm chợ Đông Ba trong những ngày giáp Tết là một điều kỳ thú với những người Huế và bạn bè phương xa. Và đặc biệt, được trò chuyện và mua sắm cùng tiến sĩ Thái Kim Lan ngay ở đây là một niềm vui rất lớn đối với Thùy Trang. Thưa cô, trong những ngày Tết như thế này thì cô có muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến với quý vị khán giả đang xem chương trình không ạ? Năm mới, người Đức thường chúc như thế này. Xin chúc tất cả mọi người một năm mới tốt đẹp và đầy cả hạnh phúc. Vâng, và Thùy Trang cũng thân chúc quý khán giả của Trăm Năm Chợ Huế năm mới Tân Sửu bình an, chúc luôn tươi trẻ, chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành danh toại, chúc vinh quang. Chương trình hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Happy New Year!